Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình Võ bị hàng tháng do các cựu sinh viên trường Võ bị quốc gia Việt Nam và hậu duệ Võ bị Hoa Thịnh Đốn phụ trách. Sinh viên ta Thủy Tiên kính chào quý khán giả. Nhân dịp đầu xuân, quý thành viên của chương trình truyền hình thuộc Hội cựu sinh viên sĩ quan và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu hoa thịnh đốn kính chúc quý khán giả cùng đại gia đình võ bị trên thế giới cũng như tại quê nhà một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe và đạt được những thắng lợi mới để dân tộc Việt sớm được hưởng độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền. Chương trình hôm nay có những tin tức sinh hoạt và chủ đề dưới ngọn cờ vàng. Trước hết, tin tức sinh hoạt nội bộ xin mời Bích Phượng khóa 10 trên 2. Bích Phượng kính chào quý khán giả. Đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Hoạt Trình Đốn đã tổ chức tiệc mừng Giáng sinh thật thân tình, ấm cúng vào trưa ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Fortress, Virginia. Các thanh thiếu niên đa hiệu đã tổ chức một buổi ăn có ca nhạc mừng Giáng sinh do các thanh thiếu niên đa hiệu và mời đại gia đình võ bị cùng chung vui. Lễ phủ cờ cố đại tá Trần Văn Phấn khóa 6 Trưa ngày 27 tháng 12 năm 2019, các cụ sinh viên sĩ quan và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Hoa Thịnh Đốn đã tham dự và tổ chức lễ phủ cờ cho cố đại tá Trần Văn Phấn khóa 6 tại Virginia. Sinh hoạt và tiệc tất niên 2020 tại Liên hội Âu Châu lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng Giêng năm 2020, Liên hội Âu Châu đã tổ chức tiệc tất niên. Mở đầu, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Vĩnh Giám khóa 19 thông báo đã gọi điện thoại thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới Trung tướng Trần Văn Trung khóa 1. Sau đó, các thành viên của Liên hội Âu Châu chung vui, hàng huyên tâm sự, cùng trình bày những khó khăn trở ngại trong quá khứ lẫn tương lai vì tình trạng sức khỏe của tuổi già. Tuy nhiên, Liên hội vẫn phải cố gắng sinh hoạt trong tình tự và bị để bảo tồn truyền thống của Trương Mẹ. Trong buổi sinh hoạt, Liên hội quyết định ủng hộ Đại hội 22 500 euro và cây mùa xuân 500 euro cho các cô nhi quả phụ ở quê nhà. Nhiệt liệt ủng hộ Đại hội 22 vào tháng 6 năm 2020 tại Nam California. Phát hành đa hiệu Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng năm 2020 hội cựu sinh viên sĩ quan tại Nam California đã có mặt đông đủ tại tư gia cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Phước Ái Đỉnh, khóa 26, hội trưởng để phát hành đa hiệu số 118 Xuân Canh Tý. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt, khóa 18, tổng hội trưởng cũng đã đến gói báo để kịp phát hành trước Tết. Đêm Lâm Viên 2020, nhằm đón Xuân Canh Tý, hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Hoa Thành Đốn và phụ cận sẽ tổ chức đêm lâm viên vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020 tại Harvest Moon, Fortress, Virginia. Nhạc chủ đề Dưới lá cờ thiên có sự cộng tác của ban nhạc Hải Đăng và ca sĩ Ngọc Anh Vi. Đại hội của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu song hành với Đại hội 22 của Tổng hội của sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng tổ chức đại hội và kỷ niệm 20 năm thành lập vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2020 tại Nam California. Ban chấp hành tổng đoàn đã đề cử cô Đỗ Anh Tú khóa 1 Hầu Duệ, tổng đoàn phó ngoại vụ kim đoàn trưởng Hoa Trình Đốn và Nguyễn Quốc Adam khóa 14 Hầu Duệ. Đoàn trưởng Nam California đồng làm trưởng ban tổ chức Đại hội Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Nhân dịp Xuân Canh tí, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt, khóa 18, Tổng hội trưởng, gửi lời chúc Tết đến đại gia đình Võ Bị. Xin mời chú Võ Nhẫn đọc thư chúc Tết của cựu sinh viên sĩ quan Thiệt, Tổng hội trưởng. Kính chào quý khán giả, cũng đại gia đình Võ Bị. Nhân dịp Xuân Canh tí, tôi xin đọc lời chúc Tết của cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt, khóa 18, Tổng hội trưởng động hội cựu suy sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam gửi đến đại gia đình võ bị, kính thưa quý nhân trưởng, kính thưa quý phụ nhân, quý chị phụ nữ, lâm viên, thưa các bạn đồng môn và các anh chị đoàn viên thanh thiếu niên đa hiệu. Mùa xuân mùa đông đã qua và mùa xuân đang đến. Thời tiết của đất trời cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của thiên nhiên. Mùa xuân đem sinh khí cho cây cọ, năm mới đem hy vọng cho mọi người tập thể võ bì cũng đang chuyện mình quay lại cội nguồn để sống lại những ngày xưa thân ái ai trong chúng ta cũng tự hào về nguồn gốc của chính mình vì chúng ta tình nguyện gia nhập vào một quân trường đặc biệt để được đào tạo thành những con người vượt trên mức bình thường biết tự thắng để chỉ huy khởi đầu cho trên cái trên mức bình thường đó là lời tuyên thề biết tôn trọng danh dự của chính mình và của người khác lời thề đó tuy bình thường nhưng giữ được nó không đơn giản một chút nào những ngày cuối năm với không khí sinh hoạt thân ái giữa những người anh em vọng bì với nhau chúng ta thấy những con người vượt trên mức bình thường đó vẫn còn đây vẫn giữ nguyên được truyền thống tôn trọng danh dự và tình từ vọ bì của chúng ta đối với nhau sinh hoạt của tổng hội vẫn được truy trì vững chắc như từ trước đến nay quỹ cây mùa xuân đài nhạc hội cảm ơn anh thương binh việt nam cộng hòa được anh em tham gia đóng góp một cách thật dồi dào tập sang đa hiệu vẫn phát hành đúng kỳ hạn và được mọi người ủng hộ khắp nơi. Tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu vẫn phát triển. Quỹ học bổng của anh chị em thanh thiếu niên đa hiệu đã giúp được nhiều con em của chúng ta ở quê nhà. Đặc biệt, các anh chị hầu duyệt đã vẫn đồng hành với cùng chúng ta trong mọi sinh hoạt. Năm mới đến, tổng hội không chúc quý vị đạt được những ước mơ thật vĩ đại. Chỉ chúc mọi người trong chúng ta cố gắng giữ cho chính mình những cái mà chúng ta đang có và không ai có thể lấy mất của chúng ta được. Đó là danh dự và sự tự hào của một cựu sinh viên sĩ quan trưởng võ bị quốc gia Việt Nam. Nếu chúng ta không làm được những điều tốt lành cho võ bị, thì cũng không nên làm những điều có hại gây tổ thương cho tập thể. Mùa xuân đem đến cho chúng ta nhiều hy vọng. Tháng 6 đến, tập thể võ bị lại có đại hội theo định kỳ. Đại hội võ bị toàn cầu lần thứ 22. Chúng ta lại có dịp đến với nhau để lựa chọn một vị tổng hội trưởng mới, đại diện cho anh em chúng ta nhận một phiên trực cho nhiệm kỳ kế tiếp. Xin cảm ơn tất cả quý niên trưởng. Anh chị trong suốt thời gian qua đã âm thầm gìn giữ danh dự và truyền thống tốt đẹp của trường Võ bị, Truyền thống của những người đã lựa chọn cho mình một cái thái độ vượt trên mức bình thường. Biết tự thắng trên mình vì danh dự của tập thể. Kính chúc quý niên trưởng, anh chị một mùa xuân thân ái và tràn đầy hy vọng trân trọng kính chào cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, tổng hội trưởng tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Kính chúc quý khán giả cùng đại gia đình võ bị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ đến. Xin kính chào. kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây xin tạm ngừng. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam an kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thư mời. Nhân dịp lễ dỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp, trân trọng kính mời quý ông bà, cô bác và toàn thể anh chị em đến tham dự lễ dỗ vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, 8 tháng 3 năm 2020 tại vườn trái cây La Vang, 9203 Stringfellow Road, San St. James City, Florida 33956. Sau lễ dỗ, xin kính mời quý vị dùng bữa cơm thân mật cùng với ban tổ chức. Mọi liên lạc xin gọi anh Jimmy 239-222-3323 hoặc chỉ tuyết 727-403-3355. Xin chân thành cảm tạ và rất mong được đón tiếp quý vị. Bàn tổ chức trân trọng kính mời.